mình sẽ làm một bí đơ, đó chính là tàu lửa. Cái tàu lửa này các bạn cũng rất là quen thuộc rồi. Tàu lửa này thì các bạn lúc nào cũng xem rồi ha. Tàu lửa này thì tất cả các bạn bên Mỹ sẽ biết thôi. Đây, mình sẽ làm một cái bộ như thế này, gồm có một hai em bé Lego dễ thương ha. Ngoài ra mình còn tăng thêm chân Pokemon Go. Giờ mình sẽ mở cái cổ này đi vì nó ít chi tiết hơn. Mở nha, 1, 2, 3. Ở trong quả Pokemon này chứa một con Pokemon. Ở ngoài thì nó có dáng giống như cây xương rồng hoặc giống con dơi gì đó. Còn bên trong nó giống như con ma màu trắng. Nếu các bạn biết con Pokemon này tên gì thì các bạn nhớ comment phía dưới nha. China. China nghĩa là không sao. Màu tím, cái viền ngoài là cái viền màu trắng. Ở trên là màu tím nè, có chữ M, hai cái dấu hồng. Rồi có trứng Pokemon này mình cũng mua tại những tất cả các chỗ mà mình mua đồ chơi. Có nhiều bạn hỏi mà mua đồ chơi ở đâu, lúc nào mình dẫn mình đi được không? Thì mình sẽ dẫn các bạn đi thôi, chỗ đó bán rất là rẻ thôi. Lúc nào sẽ dẫn các bạn đi nha, chỗ đó bán đồ chơi cực rẻ luôn. Đây là bộ đồ chơi của mình. Ở phía sau là một mô hình rất là lớn như là Scoopy, là xe trường học. Còn đây là pilot, đây là xe cảnh sát pilot. Đây là tàu lửa bình thường và đây là một cái trường học. Và đây là chi tiết một nguyên một khu vực. Đây hai, đây những đường ray. Đây ba là chúng ta phải ráp những cái bộ phận. Và đây bốn là pin. Mình đã chuẩn bị hết rồi. Bây giờ chúng ta cùng khui hộp này ra thôi. Chúng ta sẽ khui những cái bạch này ra trước tiên. Hay là khui đằng
đầu tiên mình mới ráp thôi. Hay là mình xuống dưới sân mình ráp nhỉ? Trên bàn này nó hơi nhiều. Thôi, mình ráp trên bàn đi ạ. Không, cái này được ráp. Cái này được ráp. Cái này trùng với cái đường nhỉ? Rồi, thì nãy giờ mình cũng đã nghĩ ra một chút xíu rồi. Thì mình ráp lại. Thì mình ráp sơ thôi, mình chưa ráp thật gì cho mấy. Bạn này sẽ chu cái mặt vào đây cho các bạn xem nha.